Đây, cái block nó đây. Con này là con 9.000 này. Con này là con 18.000 này. Mà nhìn nó bé chưa? Đấy. Sau đó hai con với nhau này. Con này thì cao hơn chút này. Đó. Con này còn 9.000 này. 155V này. Con này là 160V này, là chạy ở điện áp 220V nhá. Con này cũng vậy nhá. Con này nó chạy điện 100 nhưng mà nó tăng áp lên nhá, tăng áp lên. Nếu chạy hết tua của nó, con này khả năng là nó sẽ bằng với con này, khả năng gần bằng. Nhìn con này bé mà to này, con này phải nặng hơn rất nhiều luôn á. Rồi mình đang đi cắt nhá. Đây cái này nó hỏng này. Nó dỉ hết ra này. Đó. Chả hiểu sao nó dỉ ra, bây giờ là nó gà nó ra hết đây này. Bỏ không ở đây nhá. Có cả dầu mỡ ở đây, bỏ không ở đây vẫn bị dỉ ra. Rồi, thôi, giờ phá nhá. Bên xem bên trong nó như nào nhá. Con này có inverter nhá. Con này cũng vậy nhá. Rồi, mình mang đi phá nó ra. Bùng ra xem có cái gì nhá. Tận dụng cái gì bên trong không. Đó, mang nó xuống đấy bùng nhá. Để mày cắt cắt nó ra. Xem sao. Mình đang tìm cái lốc 18.000 này nhưng mà không thấy, đang tìm chưa có này, chưa biết giá như nào đây. Đây bị hỏng, cắt cái này ra nhá. Đây, mình đã cắt cái chiếu gà ra. Trong này nó giống nhá, không có gì đó, bằng sắt này. Tiếp tục cắt đây nhá.
đã cắt đứt đầu trên này nhá. Wow. Ui, trong này lộn nhiều này. Bên trong. Đấy, bên trong là động cơ nhá, những khoảng này rỗng nhiều chưa, bằng này cơ, cái sắt này dày thế, khá dày nhá. Đây nối lên trên này, đây, động cơ không chuỗi than 2, 4, 6, 8, 9 cực từ, 9 cuộn dây á, đó, 9 cuộn dây, chắc là tầm này rồi, giờ cắt thế này nhá, xem bên trong như nào đó. Cái này là bên trong. Đây là phần đáy của nó nhé, cắt ra, đóng đồng ra đằng sau. Cái này chắc không khác gì cái block bé tẹo của mình, nó cắt bố trước cho các bác xem, giống nhau hết. Còn cái phần là motor chắc là ngắn tầm này là cùng. Đây cái motor nó đây nhé, 500 này chắc là 6 cực từ 500 rồi, 9 cuộn dây này. Ô cái này ngắn rồi, lại nhìn ngắn lắm. Xem bung ra hết không nhá, bung ra hết cho các bác xem. Để cái này, chỗ này chỗ nối sao đây, nối sao ở đây. Cái này nó ép bằng máy xuống. Đấy. Đây còn vết hàn, vết hàn. Cắt hết thì mới được, cắt không biết cắt cái gì ra đây. Là cắt tiếp một đường ở đây. Rồi thì mình cắt ra xem như nào đấy nhá. Đây mình cắt ba cái tai kia nó ra. Ôi cái này nhìn nó quá đơn giản, không dày lắm đâu. Đây cái nằm châm nó có tí như này. Cái này theo công suất được hơn 1000W là càng lắm rồi. Cái này nhá, mình sẽ cắt cái vành này đi, tiện cái vành này đi, làm hai cái nắp, lấy cái trục khác vào đây là thành cái motor, chế thành cái motor bên ngoài luôn nhá. Đây đằng sau đây quấn lại cho giảm biến áp xuống là ok đấy. Thế là có một cái motor rồi, thành cái motor ngay cái gì đâu, vào tay mình là chuyện bình thường nhá. Đấy, cái này là mình kẹp vào máy tiện đi, phay nó thẳng cái này luôn.
Đấy, thế là được một cái rồi. Đây là cái đầu bơm của nó nha. Đầu bơm nó không khác gì cái đầu bơm mini kia đâu. Đây cái đầu hút cho vào đây. Đầu đậy lên trên này nhá, đầu đậy nó ở trong này, đầu đậy nó ở trong trong máy luôn á. Đây nào, chân đầu đậy nó đầu. Đây cái lỗ đầu đậy nó đây. Nó đẩy ga ra. Đó, cái này mình có thể chế thành cái máy bơm được nhá. Chế thành máy bơm. Gọt mỏng gọt bé thì chế thành cái máy bơm mini, mình chế làm cái bơm mini hay đấy. Rồi sau mình sẽ chế khác. Còn cái motor này sau chắc mình sẽ chế lại thành cái motor mà chạy điện thấp hơn hoặc là để nguyên như này. Để nguyên như này chắc nó sẽ hơi nóng đó. Vì chỗ này nó ngâm trong dầu với lại ga, ga nó sẽ điều tiết cho nó đi, nó sẽ ăn dòng cao hơn đó. Rồi, cái này mình để sau chút. Đấy, hôm nay mình đã review và cắt cho các bác xem cái block tủ lạnh máy 18.000 BTU nhá của Media. Con này Media nhá. Rồi ok. Đấy, cái quả kia nó giống tay không có gì đâu. Và cái bơm này với lại cái bộ này nó là BLDC công nghệ inverter BLDC đó. Đây cắt ra này. Mặc sắt này. Vụn linh tinh ạ. Còn ít dầu. Ui để xem chỗ này nó thủng kiểu gì. Mình cũng chưa hiểu nó hở ra cái gì. À chắc nó hở theo ké này. Ké góc này. Đây là dỉ hết ra đây. Không hiểu tại sao nó bị hỏng cái này được. Thế mình lạ chứ. Nó hở rất nhỏ thôi. Hở rất nhỏ thôi. Mà ga nó đi hết nhá. Đây này. Còn mỏng teo luôn. Ui còn mỏng luôn đấy. Chỗ này mỏng nhất này. Chắc chỗ cần hở ra. Đây còn mỏng teo luôn. Chắc nó hở theo cái ké hàn dưới này. Đây dưới này. Theo cái ké dưới này. Nó bóc từng lớp ra. Rồi chào mọi người nhá.